Xin chào tất cả mọi người, hôm nay đã trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh truyền về âm thanh bài, âm thanh cổ. Trở lại với clip ngày hôm nay, Lê Khôi xin giới thiệu với anh em những cái món hoài cổ, đồ cổ mang giá trị sưu tầm rất là cao. Và bộ ghép ngày hôm nay là một bộ ghép đến từ các thương hiệu của Bione và Diatong. Tuy nhiên, nó rất cổ này, nó được ra đời vào những cái thập niên 1950, 1960 quay đầu thôi. Nó đã hơn 60 năm rồi này. Thật sự là nó rất là cổ và nó rất là quý luôn. Đặc biệt này, trong đó con ông đi thì cũng Khôi đã bán được vài lần rồi, 3-4 con, 5 con rồi. Đúng cái model này, SX304A. Còn cặp loa này là một trong những cặp loa cổ, cực cổ và cực hiếm luôn. Cặp loa này về từ Mỹ anh em nha. Lùi thì nó là thương hiệu Diatong anh em, nhưng mà Diatong Mitsubishi á, nó sản xuất cho thị trường của Mỹ nha. Thì nó không có mắc, thật sự là mua bên Mỹ nó rất là rẻ luôn, nhưng mà khi về tới Việt Nam này nó đổi lên giá rất là cao. Thì Khôi cũng không biết là bán thế nào đây, thật sự là không biết bán thế nào để nó cho nó hợp lý mà để mà làm hài lòng tất cả khách chơi, những người đã theo dõi và yêu quý Lê Khôi. Thì anh em nào mà yêu thích á, thật sự thì sẽ alo cho Khôi ha, để mình trao đổi, tại vì là thật sự sẽ phục vụ cho những người thích sưu tầm mà này nha. Rồi bây giờ Khôi sẽ đưa máy gần để mình cùng xem. Thì một bên Khôi đã tháo lưới ra rồi nè, đây lưới này rất đẹp luôn. Đây nó đi ra tông, mình có cái logo này, nó là Mitsubishi nên em ha. Đó, cái căng rất đẹp này, thật sự mình rất là ấn tượng về cái căng này. Tôi nên có sờn một tí xíu nha, nhiều khi là nhìn không rõ, nhưng mà nhìn từ xa thì không thấy, nhưng mà quay gần thì thấy nè nhé. Rồi ok, đây nè, cây gỗ rất là đẹp, rất là chắc chắn luôn nè, gỗ là cứng ngắc luôn ha. Đó, có cái chốt gài luôn, rất là tuyệt vời. Cái chốt gài nằm ở dưới này, nó có hai chốt rồi nè, đây hai cái chốt dưới và hai cái chốt trên ha. Rồi thì đây xin mời anh em cùng xem. Cặp này là cặp Diatong, ở đây nó có hai cái lỗ hơi nè. Rồi trung kèn, chép kèn, trung kèn này là ba tấc này. Rồi chép cũng là chép kèn luôn. Và bát này bát 25 này, đây là một đời lớn. Có đời bát 20 thôi, nhưng mà đây là đời bát 30. Nó thiết kế theo cái hồng như anh Tết đó nè. Anh em thấy giống anh Tết không? Anh Tết chỉ có hai đường tiếng thôi, nhưng gặp những tới ba đường tiếng ha. Đó, rất là tuyệt vời. Thùng gỗ rất đẹp nè. Đây thùng gỗ zin của nó nha. Anh em nhìn từ sàn, đây là thùng gỗ zin. Thùng gỗ zin của hãng nha. Đây đít mong của rất là đẹp luôn. Và ở đây nè, nó còn cái dây zin. Cái dây zin của nó nè. Đó. Bát trung chép, nó là một đường và dây mát, dây đen là một đường ha. Cặp loa thật sự đẹp, đẹp từ trong ra ngoài, phải nói là không có điểm trừ rồi nè. Khôi mua nó là cũng vì đồ đẹp, anh em cùng nhìn nè, vì đồ đẹp. Đó. Rồi qua cái thứ hai này, đây, nó hơi đẹp không? Cái lưới cũng đẹp ha, cái lưới cũng đẹp. Bây giờ mình lột ra, nha nè, mình gỡ ở dưới trước anh em nha. Rồi, trên này nó có cái chốt này, nhắc lại anh em mà để khỏi không bị gãy nha. Đó. Rất đẹp, phải nói là như mới luôn anh em nha. Đó, còn nguyên bùi này, chưa lau bùi luôn nha, chưa lau bùi luôn. Chưa mó. Bây giờ thôi tiền đây thôi, quét cái bùi cho anh em xem ha, tại vì đó à, đó quét bùi cái là mới luôn nha. Đó, cái này là zin tuyệt đối nguyên bản đây này, zin tuyệt đối nguyên bản đây mình nha. Này chưa quét bùi luôn, thật sự là Khôi rất là ấn tượng, Khôi thích lắm anh em. Khôi muốn sưu tầm nó, nhưng mà bây giờ nhiều đồ quá. Đó, anh em thấy không, bây giờ nghe cái lá to này rồi nè, nên Khôi đưa lên để phục vụ anh em. Đó, rất là đẹp. Cái này là thùng zin anh em nha, thùng zin. Đó, thùng zin này. Đó, tuyệt vời. Đó, quá đẹp, xuất sắc luôn. Rồi thì cặp này là cặp lá độc, nên Khôi sẽ tháo cái cụ cho anh em cùng xem luôn. Thì Khôi chuẩn bị rồi anh em, đây cái dây của nó này, có chuẩn bị rồi, có tháo bớt máy ốc rồi ha,
Bây giờ còn hai cái thôi để mở ra cho nó cùng xem. Đó, đây nè. Đẹp nha, lưới đít là cực đẹp luôn, xuất sắc luôn nha. Rồi, ok, khỏi lấy ra cho nên cùng xem. Đó, thấy không? Rất là đẹp. Chung là không có điểm trừ luôn. Bên trong cũng vậy. Dạ, sorry nè. Đó, bên trong cũng vậy nè. Có thay hướng này sáng nè. Thật sự nó rất là đẹp. Đây, chép còi này nè. Đây, chép còi nè. Đó, chép còi, chung còi và bát này nè. Bát 25 ha. Bông mút hồi chưa tháo ra luôn. Đó, cụ móng ngựa anh em nha. Cụ móng. Đó. Dưới này nó có phân tần nữa anh em nè. Đây. Phân tần dưới này. Đây, cái dây loa zin của nó này nè. Kể cả cái miếng keo vẫn còn luôn nè. Keo năm thằng vẫn còn. Đó, dây zin nè. Tất cả ở đây là chưa đụng chạm, bông mút chưa tháo anh em nhé. Cái đinh bấm của này của hãng nhá. Anh em về kiểm tra là đúng không? Đinh bấm của hãng. Đó. Nên thật sự là nó một trong những cặp loa cực kỳ hiếm và ấn tượng. Nếu mà nghe cổ nghe rề thì 99 AFB gọi bằng cổ luôn anh em. Nó hay một cách kỳ lạ luôn nha. Đó, anh em nghiên cứu, đây là ba quay bát 25. Bát 25 anh em nha. Đó, cụ móng này. Bát 25 cụ móng. Gân vải liền nha. Bát giấy gân vải nha. Rồi, ok. Đó, thì bây giờ mình cùng đây nè, có cái chữ Diaton Matsushita này nha. Đó. Mitsubishi, xin nhớ mình là Mitsubishi này. Đây cái chữ nó nói đây nè. Rồi, Khôi xin kết thúc cái phần giới thiệu ở đây. Thì cái mức giá này chắc chắn là trên 10 rồi. À, vì nói thật với anh em là Khôi mua á, là Khôi biết là nó sẽ về Việt Nam, nó sẽ vô chừng. Nhưng mà Khôi quyết định sưu tầm nó vì nó quá đỉnh, quá đẹp. Và thứ hai nữa là rất là hay. Vì Khôi đã từng được nghe một lần của một bác khách đã chơi audio cổ 40 năm và sưu tầm được một cặp này. À, nó nên là khi mà Khôi thấy được là giống như vậy anh em, nhưng mà đời khác, nên Khôi quyết định là Khôi đưa về liền ha. Rồi, đó là về các cái thông số và mức giá thì trên 10 triệu. Anh em nào mà thích đó, thì mình xem tiếp, nghe thử rồi chốt giá vào cuối clip nha. Trên 10 triệu.
Rồi, Khôi vừa test thử nè, một ca khúc nhạc R75 anh em. Trong cái CD Hoàng Ngân Trung Chỉnh á, anh em nào yêu thích thì tìm CD này mình mua nghe. Thì với cặp loa này nè, nghe cối rề số 1 luôn. Và đặc biệt nó công suất rất là nhỏ, anh em ghép một con âm đi nhỏ thôi. Khôi đang ghép với cái con Pioneer đèn X304 á, nhỏ xíu thôi, có quên quay cho nên cùng xem. Đây có tiền đây, Khôi đưa máy quay luôn nha. Sorry nè. Đây Khôi mở nắp ra sẵn rồi. Đó. Đây, Khôi lấy cái ra cho anh em xem luôn. Đó. Ok. Đây, SX304 anh em ha. Chạy 4 cây 6BM8 nha. Đó, mà nó máy còn nguyên bùi luôn. Chưa vệ sinh, chưa có xỉ ba luôn ha. Đó, máy rất là đẹp. Con này mà lau chùi sạch sẽ thì nó như mới luôn. Đó, nắp zin chưa có xỉ ba luôn. Đó, thì mình nghe thử trên điện thoại này á, mà anh em mà thấy nó hợp tai á thì mua luôn cả bộ này về vừa nghe vừa sưu tầm. Thì con âm ly á, Khôi đang có chương trình giảm giá trong tháng 10. Anh em lưu ý trong tháng 10 này giá là 8.500.000, còn mà giá ngày thường là 10.500.000. Anh em lưu ý mà mình chấp cơ hội để mua nha. Còn riêng cặp loa thì Khôi cũng chia sẻ đầu clip rồi. Đây là một cặp loa sưu tầm. Cặp loa này sản xuất cho thị trường của Mỹ nên là ship về nó rất là tốn kém. Mua thì rẻ đó, nói chung là Khôi chia sẻ rồi nên là anh em nào mà am hiểu được cái giá trị này, thích cặp loa này thì liên hệ ngay với Khôi để cùng giao lưu nha. Mức giá là trên 10 nhưng mà dưới 15 triệu nha, chưa có 15 triệu đó, nó mang giá trị sưu tầm cao. Còn chất âm thì nghe cối rề thì tuyệt vời rồi. Về giao dịch anh em chuyển khoản hoặc là ship code 30% đều được, tin tưởng nhau thì chuyển khoản, còn nếu mà ngày thì ship code 30% thì Khôi cũng đều chấp nhận cái phương thức thanh toán như vậy. Và loa thì không bao ship nhé, âm ly chuyển khoản đủ thì bao ship. Còn ở Sài Gòn anh em ghé lấy hoặc mình cho người chợ tận nhà đều được, free ship nội thành thành phố Hồ Chí Minh. Rồi một lần nữa Khôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại, rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người.